Ngô Phương Lan đăng quang hậu thế giới người Việt năm 2007. Sau 17 năm, làn da của cô vẫn căng mịn đều màu nhờ cách chăm sóc da đặc biệt. Ngô Phương Lan ở tuổi 37, cô vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung xinh đẹp và giữ được thần thái sang trọng. Mỗi lần xuất hiện, hậu thế giới người Việt 2007 luôn cuốn hút khán giả bởi nhan sắc lẫn thần thái tốt. Người đẹp còn tự tin khoe cận làn da của mình trên trang cá nhân. Hậu Ngô Phương Lan đã chăm chỉ tập luyện và cho biết dù ở Việt Nam hay trên đường đi công tác, châu Âu, Mỹ, cô vẫn tập luyện. Những động tác thể dục đơn giản nhưng lại là bí quyết giúp cho không chỉ hoa hậu mà bất cứ ai hồi xuân và giữ mãi vẻ đẹp thanh xuân, diện mạo tươi trẻ, thân thể thon gọn, nếp nhăn biến mất, tóc không bạc, mắt tinh hơn, trí nhớ tốt hơn, tăng cường dẻo dai, dồi dào sinh lực và tràn đầy tinh thần mạnh mẽ, quyết đoán của tuổi trẻ. Ngoài những phương pháp này, hậu Ngô Phương Lan còn chăm sóc da với các loại mỹ phẩm tốt để giữ gìn nhan sắc, chống lại lão hóa. Quý vị và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe kênh Họa Việt Nam để cập nhật những tin tức mới nhất về Họa Việt Nam cũng như thế giới.